Hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình nhiều cát tinh trợ mệnh, thần tài dẫn bước, vượng vận quý nhân sẽ đón nhiều vận may bất ngờ ập đến, sự nghiệp vinh hiển, tài lộc thăng tiến, có cơ hội trúng số, trúng thưởng rất lớn, đổi đời xứng tầm đại gia. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi tiết lộ sự thật bất ngờ. Người tuổi Nhâm Tý sinh 1972, số hưởng ơn trời, gặp thời đổi vận, trúng lớn liên tiếp, trở mình đổi kiếp giàu sang, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch 2024, vào nước Đố Đổ Dách. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Nhâm Tý sinh 1972 thân mến, ông bà ta vẫn thường có câu an cư lạc nghiệp, an ở đây là yên ổn, cư là nơi ở, lạc chính là yêu thích, còn nghiệp là nghề nghiệp. An cư nghĩa là yên ổn chuyện nhà cửa, yên bề gia thất, còn lạc nghiệp ý chỉ công việc phù hợp, ổn định. Câu thành ngữ thường được ông bà ta dùng để nhắc nhở con cháu phải chú trọng việc ổn định nơi ăn trốn ở, công việc phù hợp thì cuộc sống mới ổn định, sự nghiệp mới trở nên hanh thông, thuận lợi. Tuy nhiên, theo góc nhìn thực tế mà nói, có nhiều người vẫn đang trong cảnh nay đây mai đó, công việc bấp bênh, có khi phải làm công việc mà mình không thích. Bản thân sẽ chứa đựng nhiều bực dọc. Nếu vì tiền mà làm công việc đó thì có lẽ cả đời bao giờ cũng có một nỗi niềm sâu thẳm chẳng thể chia sẻ cùng ai. Để tìm được một công việc mình ưa thích, vừa kiếm đủ tiền nuôi sống bản thân không hề dễ chút nào. Có nhiều người không có dũng khí để nghỉ việc, cả đời cứ âm thầm và lầm lũi sống cuộc sống không cảm xúc. Còn có những người cứ mãi mê chạy theo những thứ phù phiếm hoặc cảm giác yêu thích nhất thời mà nhảy hết việc này đến việc khác. Cả đời không có một lần yên ổn, trừ khi ta bước vào một giai đoạn nhất định trong cuộc đời. Biết được đâu là thời điểm nắm bắt cơ hội thì mới có được sự nghiệp bền vững, ổn định, thì ta mới an tâm tận hưởng cuộc sống. Những năm vừa qua, tuổi Nhâm Tý liên tiếp gặp hạn đổ ập xuống đầu, làm ăn thất bát, nợ nần triền miên không trả nổi, cực khổ vô cùng. Tuy vẫn biết rằng qua cơn bỉ cực tới hồi Thái Lai, nhưng có phải ai cũng có thể vượt qua được nghịch cảnh ấy. Theo tử vi, năm 2024 là thời điểm tốt để nhiều con giáp phất lên làm giàu. Trong đó có tuổi Nhâm Tý sinh 1972. Khi bước vào đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch tới đây, nếu biết trước ba thiên cơ này, có thể vững tin đối đầu thử thách, tìm ra cơ hội vươn lên trong cuộc sống, đổi đời giàu sang, tiền bạc đầy két, có nhà rộng, xe sang, công danh thành toại, khiến cả làng ngã mũ, thán phục. Vậy thiên cơ đó là gì? Có ảnh hưởng đến sự nghiệp tiền bạc của tuổi Nhâm Tý hay không? Xin mời quý khán giả cùng đón xem luận giải của kênh Lộc ngay sau đây nhé. Theo tử vi chiêm tinh học phương Đông thì tuổi Nhâm Tý sinh 1972 là những người thuộc vị trí đầu tiên trong biểu đồ chiêm tinh học. Người tuổi Nhâm Tý sinh 1972 thuộc mệnh Mộc, tang đố Mộc, cây dâu tằm. Tuổi Nhâm Tý là người thông minh, năng động và tốt bụng, duyên dáng, giỏi ngoại giao, chăm chỉ và tiết kiệm. Đa số Nhâm Tý thường là người tốt và rất thành công. Tuổi Nhâm Tý sinh 1972 là người thông minh, năng động, lại vui tính, tốt bụng, có tấm lòng bao la, rộng lớn, luôn yêu thương, che chở cho những người xung quanh. Họ cũng hết lòng giúp đỡ mọi người trong khả năng của mình. Họ thường cho đi mà không cầu nhận được báo đáp. So với những mệnh mộc khác thì Nhâm Tý tang đố mộc có phẩm chất tốt, nổi bật là sự quyết đoán, sáng tạo, có óc tưởng tượng tốt, chủ động và có nhiều tham vọng. Họ thích giao tiếp, đối xử với mọi người rất nhẹ nhàng và cẩn thận. Vì vậy, họ dễ dàng hòa hợp với người khác. Họ có khả năng thích ứng mạnh mẽ về mọi mặt. Tuy nhiên, những người tuổi Nhâm Tý thường không có mục tiêu,
sống tốt và có thể không lên kế hoạch tốt cho cuộc sống của mình. Họ không đủ thẳng thắn và không đủ can đảm. Họ sống tình cảm và đôi khi quá tự tin. Điều đó khiến người khác không thể hiểu họ. Họ nóng nảy và có khả năng làm tổn thương người khác một cách vô thức. Thời thơ ấu, người tuổi Nhâm Tý có thể sẽ phải trải qua nhiều gian nan, vất vả. Hoàn cảnh khó khăn ấy đã hun đúc tinh thần của họ trở nên mạnh mẽ để đối chọi với nghịch cảnh. Nhiều người tuổi này đã xây dựng sự nghiệp thành công từ hai bàn tay trắng. Những người tuổi Nhâm Tý luôn cần cù và chịu thương, chịu khó trong cuộc sống hàng ngày, với lý tưởng hướng đến tương lai tươi sáng phía trước. Họ không bao giờ hưởng thụ ăn chơi quá đà. Bằng sự chăm chỉ và cần cù, họ sẽ dần dần có được cuộc sống ổn định sung túc. Bản tính của người tuổi Nhâm Tý là thật thà, chất phác, ghét sự giả dối, nịnh nọt. Họ sẵn sàng sống trong cảnh khốn khó và hy sinh bản thân để lo cho con cái có cuộc sống đầy đủ. Người tuổi này dễ dàng cho lòng tin cho người khác nên dễ bị kẻ xấu lừa dối, phản bội. Những người tuổi Nhâm Tý có tài làm kinh doanh và họ dễ dàng đạt được thành công. Nhưng họ thiếu kiên nhẫn và hay thay đổi. Điều này có thể khiến họ đưa ra một số lựa chọn sai lầm. Ai đó có thể giúp đỡ họ khi họ gặp khó khăn. Vì vậy, họ có thể đạt được một số thành tựu trong sự nghiệp. Người tuổi này có may mắn tương đối tốt trong cuộc sống của mình. Họ có thể kiếm được rất nhiều tiền vì sự may mắn trong sự nghiệp. Người thân của họ cũng có thể giúp họ kiếm tiền. Tuổi này không chỉ có khả năng kiếm tiền mà còn có khả năng tiết kiệm tiền. Ngay cả khi họ gặp rắc rối, bạn bè của họ có thể giúp đỡ họ một cách hào phóng. Do đó, họ có thể tích lũy rất nhiều của cải trong cuộc sống của mình. Nhìn chung, vận số tuổi Nhâm Tý sinh 1972 cuộc đời nhiều vất vả, hay phải lo nghĩ, số không gặp được nhiều may mắn ở tiền vận. Tuy nhiên, từ trung vận trở đi được ưu ái, sẽ có cơ hội tạo lấy danh vọng, tiền tài, vật chất đầy đủ. Vào hậu vận thì sung sướng, trước có thần tài, đem phú quý, sau có quý nhân dẫn đường, chỉ lối, giúp cho sự nghiệp ổn định, tài lộc đủ đầy. Con giáp này càng lớn tuổi sẽ càng giàu có. Những năm tháng hậu vận được tận hưởng vinh hoa, phú quý, an nhàn, sống hạnh phúc bên gia đình, con cái cũng thành đạt. Nữ mệnh tuổi Nhâm Tý giàu cảm xúc, có sự linh hoạt, mềm dẻo trong đối nhân xử thế, giỏi lấy lòng người dùng sự hài hòa của mình để khiến cho đối phương làm theo điều mình muốn, chứ không cần phải cố gắng gượng ép, dễ được mọi người ủng hộ và đặt lòng tin. Tuy vậy, đôi khi nữ Nhâm Tý cũng gặp phải những chuyện trái ngang do sự mềm dẻo trong tính cách của mình, có thể bị người khác ác lợi dụng hoặc làm ơn mắc oán. Trong cuộc sống, nữ mệnh tuổi Nhâm Tý thường giỏi giang, thích thời trang và rất dễ gần. Đây là dạng chuột luôn tiến bộ, hướng tới thành công và rất thân tình. Họ sẽ cố gắng khám phá mọi thứ và tìm ra giá trị sử dụng của hầu hết những thứ mà họ gặp được. Hơn nữa, nữ Nhâm Tý sống rất thân thiện và chan hòa, lại hiểu biết nên được rất nhiều người kính trọng. Nhờ sự thân thiện và cởi mở của mình, nữ Nhâm Tý có rất nhiều bạn bè tốt, gắn bó suốt cuộc đời. Họ tôn trọng những người bạn của mình và sẵn sàng giúp đỡ khi những người đó gặp khó khăn. Tuy cuộc đời phải trải qua nhiều thăng trầm, lúc lên, lúc xuống, hay phải lo lắng, suy nghĩ về vấn đề tiền bạc, tuy nhiên, khi về già, họ lại rất có vận may về con cái. Sau hôn nhân, cuộc sống vật chất và tinh thần được cải thiện lên rất nhiều. Nam mệnh tuổi Nhâm Tý là thiên quý tinh, vốn tính thông minh, lanh lợi, suy nghĩ lạc quan, giao thiệp rộng, được nhiều người yêu mến. Con giáp này hành sự có tâm đức, ý chí kiên cường, có tham vọng về tài chính, gặt hái thành tựu nhất định trong cuộc đời. Hơn thế, nam mệnh tuổi Nhâm Tý giỏi toan tính, phản ứng nhanh nhạy, biến hóa đa tài, đa nghệ, biết tích lũy tiền bạc, suốt đời không lo thiếu thốn. Trong công việc, Nhâm Tý nam mệnh khá cẩn thận và nghiêm khắc trong công việc. Nếu trở thành người lãnh đạo, họ sẽ giám sát nhân viên của mình rất kỹ càng. Không một hành động sai trái nào có thể lọt được qua tầm mắt của người này. Họ tuyệt đối không thích ưa nịnh và không bao giờ hợp tác với những người lười biếng, há miệng chờ sung. Họ không bao giờ chi tiêu một cách hoang phí. Trong mắt mọi người, nam Nhâm Tý rất cẩn thận và chặt chẽ, chẳng ai có thể lấy đi bất kỳ thứ gì của họ. Tuổi Nhâm Tý rất kín đáo, nếu là những chuyện bí mật, họ sẽ không chia sẻ ra bên ngoài. Họ sống giàu tình cảm, yêu thương, quan tâm, chăm lo hết mực cho gia đình của mình. Dù rất bận với công việc nhưng họ luôn biết cách sắp xếp thời gian để bên cạnh gia đình, tận hưởng không khí ấm áp, hạnh phúc. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi đúng nửa cuối tháng 11 âm lịch 2024.
cho tuổi Nhâm Tý sinh 1972. Khi bước vào đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch, người tuổi Nhâm Tý sẽ đối diện với những thách thức trong sức khỏe mà Nguyệt Lệnh Lâm Bệnh đã báo trước. Những dấu hiệu không mấy khả quan như sắc mặt u ám, không còn vẻ rạng rỡ sẽ khiến bạn cảm thấy nặng nề, giống như một tấm mền nặng trĩu đang đè lên vai. Đây chính là lúc để bạn nhận ra rằng sức khỏe là tài sản quý giá nhất mà bạn cần gìn giữ. Trong bối cảnh hiện tại, tinh thần bạn có phần uể oải, khiến cho bạn không còn hứng thú với những hoạt động thường nhật, mà thường có xu hướng rút lui vào những vòng tay an toàn của riêng mình. Bạn có thể cảm thấy kiệt sức sau một ngày dài làm việc, chỉ muốn tìm đến giấc ngủ để quên đi mọi muộn phiền. Hãy lắng nghe cơ thể mình, dành thời gian nghỉ ngơi và bổ sung dinh dưỡng để hồi phục sức lực. Đây là lúc bạn cần phải nạp lại năng lượng trước khi theo đuổi những ước mơ lớn lao. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch sẽ là một hành trình thú vị cho tuổi Nhâm Tý. Nếu bạn biết cách chăm sóc sức khỏe và xây dựng các mối quan hệ một cách khôn ngoan, hãy dũng cảm đối diện với thử thách và tìm ra hướng đi cho riêng mình. Ngoài ra, thời điểm này Bách Diệt mang đến nhiều cơ hội trong tình duyên, với những mối nhân duyên bất ngờ đang chờ đón bạn. Nhưng đối với những ai đã có đôi, hãy cẩn thận với những cám dỗ xung quanh. Đôi khi từ chối một cơ hội có thể giúp bạn giữ vững hạnh phúc hiện tại và tránh khỏi những rắc rối không đáng có. Về phương diện sự nghiệp, bạn sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn khi thiên ấn đang chiếu sáng con đường của mình. Những kế hoạch đã được bạn vạch ra một cách chỉnh chu, giờ đây chỉ cần bạn thực hiện theo từng bước một cách kiên định. Hãy tập trung vào những việc đơn giản, bạn sẽ thấy mọi thứ diễn ra suôn sẻ như ý muốn. Đồng thời, tam hội khuyến khích bạn xây dựng và duy trì các mối quan hệ hài hòa, hợp tác có lợi. Hãy nhớ rằng, sự hỗ trợ từ đối tác và bạn bè sẽ là nguồn động lực mạnh mẽ, giúp bạn vượt qua khó khăn. Mối quan hệ của bạn sẽ trở nên gắn bó hơn khi mọi người cùng chung tay tạo nên những giá trị tốt đẹp. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện của tuổi Nhâm Tý sinh 1972, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Nhâm Tý sinh 1972, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch. Bước vào đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch, con giáp tuổi Nhâm Tý sẽ cảm nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ thiên ấn, mang đến những cơ hội đầy hứa hẹn trên con đường sự nghiệp. Đây là thời điểm để bạn phát huy những tiềm năng vốn có và tiến bước vững chắc về phía trước. Nhưng hãy nhớ, cho hành trình chinh phục những đỉnh cao mới, bạn cũng cần biết cách lắng nghe cơ thể và tâm trí của mình một chút. Thời gian nghỉ ngơi và hồi phục sẽ là nguồn năng lượng thiết yếu giúp bạn duy trì phong độ cao nhất. Trong không khí làm việc của thời điểm này, các mối quan hệ tại nơi công sở cũng sẽ trở nên hài hòa hơn bao giờ hết. Cấp trên sẽ tỏ ra hài lòng trước những nỗ lực mà bạn đã bỏ ra, nhìn thấy sự tập trung và trách nhiệm của bạn trong từng nhiệm vụ. Điều này không chỉ giúp bạn xây dựng được hình ảnh tốt đẹp trong mắt đồng nghiệp, mà còn tạo nên nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai. Tại thời điểm này, các điều kiện thuận lợi sẽ liên tục xuất hiện, mang lại những tiến triển tích cực trong cuộc sống của bạn. Nếu bạn ấp ủ những ước mơ, những mục tiêu lớn lao, hãy không ngừng nghĩ về chúng. Sự thành công sẽ đến gần hơn khi bạn đặt ra những mục tiêu rõ ràng và kiên trì theo đuổi chúng với tất cả nhiệt huyết. Hãy biến những ý tưởng và kế hoạch của bạn thành hiện thực bằng cách tập trung vào từng bước nhỏ. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch cũng là thời điểm lý tưởng để bạn mở rộng các mối quan hệ hợp tác làm ăn. Bạn hãy tận dụng sự hỗ trợ nhiệt tình từ những người xung quanh. Điều này sẽ giúp bạn gặt hái nhiều thành công mới mẻ trong sự nghiệp. Những cơ hội làm việc cùng nhau không chỉ mang lại lợi ích tài chính, mà còn mở ra cánh cửa cho những ý tưởng sáng tạo và hợp tác bền vững trong tương lai. Hãy tự tin và mạnh dạn bước đi trên con đường mà bạn đã chọn. Sự kết hợp giữa nỗ lực cá nhân và sự hỗ trợ từ cộng đồng sẽ là chìa khóa mở ra cánh cửa thành công cho tuổi Nhâm Tý trong thời điểm này. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Nhâm Tý sinh 1972, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch. Bước vào đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch, tuổi Nhâm Tý như một chiến binh dũng mãnh, luôn mang trong mình sự ổn định, thực tế. Bản mệnh không chỉ đơn thuần tìm kiếm mục tiêu mà còn quyết tâm chinh phục những đỉnh cao mới. Với tinh thần kiên định và sự nhạy bén trong công việc, bạn sẽ thấy rằng cuộc sống ít khi thiếu thốn. Thậm chí, nếu bạn khéo léo hơn trong việc quản lý tài chính, sự giàu có sẽ không còn là điều xa vời. Thời điểm này đánh dấu một bước chuyển mình quan trọng trong hành trình tài lộc của bạn.
dường như sức mạnh nội tâm của tuổi Nhâm Tý đang bùng cháy, giúp bạn không chỉ mạnh mẽ tiến bước mà còn dám vượt qua mọi giới hạn mà trước đây bạn từng nghĩ là không thể. Điều này sẽ tạo cơ hội để bạn gặt hái những thành công nổi bật và mới mẻ trong cuộc sống. Tài lộc sẽ đến như một phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ mà bạn đã dành cho công việc và cuộc sống của mình trong suốt thời gian qua. Những nỗ lực đó không chỉ đơn giản là làm việc chăm chỉ, mà còn là khả năng nhận diện và tận dụng những cơ hội xung quanh. Việc làm ăn của bạn sẽ khởi sắc, buôn bán thuận buồm xuôi gió, với dòng tiền ra vào đều đặn như nhịp đập của một trái tim khỏe mạnh. Hãy chú ý đến từng chi tiết nhỏ trong công việc, vì đôi khi chính những cơ hội tưởng chừng như không đáng kể lại mang đến cho bạn những bước tiến lớn. Bằng cách hoàn thiện bản thân và không ngừng nâng cao kỹ năng, tuổi Nhâm Tý sẽ mở ra nhiều cánh cửa mới, tạo điều kiện cho sự phát triển bền vững và lâu dài. Hãy mạnh dạn, tự tin và không ngần ngại đón nhận những thử thách mới. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch này hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn những điều bất ngờ và thành công rực rỡ, chỉ cần bạn biết nắm bắt và biến chúng thành hiện thực. Xét về phương diện tình duyên gia đạo của tuổi Nhâm Tý sinh 1972, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch 2024. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch đến mang theo những gợn sóng tình cảm rộn ràng cho tuổi Nhâm Tý, tử vi cho thấy bách diệt chủ đào hoa xuất hiện trong thời gian này, mang đến cho bạn một nguồn năng lượng tươi mới về tình yêu và cảm xúc. Những rung động lãng mạn sẽ thổi bùng ngọn lửa đam mê trong trái tim bạn, khiến nó trở nên sáng lấp lánh như những vì sao giữa bầu trời đêm, để tình cảm giữa bạn và nửa kia thêm gắn bó. Thời điểm này thật lý tưởng cho những chuyến đi chơi hay kỳ nghỉ ngọt ngào bên nhau. Hãy lên kế hoạch cho những hoạt động thú vị, nơi cả hai có thể thỏa sức sáng tạo và khám phá những điều mới mẻ. Đôi khi, chỉ cần một buổi chiều dạo chơi, ngắm hoàng hôn hay một bữa tối lãng mạn bên ánh nến cũng đủ để thổi bùng lại những cảm xúc yêu thương. Nếu bạn đang trong tình trạng độc thân, đừng ngần ngại mở lòng và bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Hãy gia tăng cơ hội gặp gỡ bằng cách tham gia các sự kiện xã hội hoặc thậm chí là những chuyến du lịch khám phá. Biết đâu tình yêu đang chờ đợi bạn ở nơi nào đó xa xôi, chỉ cần bạn dám bước đi và đón nhận. Cuộc sống xã hội của bạn trong thời điểm này cũng sẽ vô cùng rực rỡ. Hãy chuẩn bị cho những buổi tiệc tùng sôi động vào cuối tuần, nơi bạn sẽ gặp gỡ bạn bè và những người thân yêu. Những khoảnh khắc vui vẻ, những nụ cười và tiếng cười sẽ tạo ra những kỷ niệm đẹp, góp phần làm phong phú thêm hành trình tình cảm của bạn. Hãy để trái tim bạn thổn thức và hòa mình vào dòng chảy của cảm xúc, để đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch này trở thành một hành trình khám phá tình yêu đầy màu sắc. Bạn xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất và tình yêu sẽ là phần thưởng ngọt ngào dành cho bạn trong cuộc sống này. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Nhâm Tý sinh 1972, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch sẽ mở ra một chương mới đầy thử thách cho tuổi Nhâm Tý. Tử vi thời điểm này không thể không đề cập đến sức khỏe của bạn. Dấu hiệu từ mệnh có bệnh cho thấy rằng thời gian này, sức khỏe của bạn đang có phần suy yếu. Cảm giác u buồn và căng thẳng như những đám mây đen u ám, khiến bạn rơi vào trạng thái mệt mỏi, chán ăn và giấc ngủ không còn ngon như trước. Ngũ hoàng đang bay về phương Đông Nam, điều này nhắc nhở bạn rằng sức khỏe bản thân là điều quan trọng nhất. Đừng để những áp lực công việc cuốn bạn vào dòng xoáy mà quên đi việc chăm sóc cơ thể và tâm hồn. Hãy nhớ rằng, một tâm trí minh mẫn và một cơ thể khỏe mạnh là nền tảng vững chắc để bạn đạt được những điều bạn khao khát trong cuộc sống. Để cải thiện sức khỏe, tuổi Nhâm Tý nên cân nhắc gác lại một số công việc không thật sự quan trọng. Hãy học cách đặt ra ưu tiên hợp lý, cắt giảm những nhiệm vụ gây căng thẳng để có thể tiết kiệm thời gian và năng lượng cho những việc thực sự cần thiết. Đừng ngại nói không khi bạn cảm thấy bản thân đang bị quá tải. Thay vào đó, hãy dành thời gian cho những hoạt động giúp tinh thần bạn trở nên nhẹ nhàng hơn. Tham gia vào các buổi thiền hoặc tập yoga không chỉ giúp bạn giải tỏa căng thẳng, mà còn mang lại sự bình yên cho tâm hồn. Những bài tập này như một liều thuốc quý giúp bạn lấy lại sự cân bằng, đưa tâm trí trở về trạng thái sáng suốt và tràn đầy năng lượng. Hãy yêu thương bản thân nhiều hơn trong thời điểm này, chăm sóc sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần để sẵn sàng đón nhận những cơ hội đang chờ đợi phía trước. Nhớ rằng, sức khỏe là tài sản quý giá nhất mà bạn sở hữu và chỉ khi bạn khỏe mạnh, bạn mới có thể tỏa sáng rực rỡ trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Quý khán giả thân mến,
Sau đây sẽ là phần luận giải dẫn trình tử vi chi tiết đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch 2024 của tuổi Nhâm Tý sinh 1972. Kênh Minh Đường Tử Vi sẽ phân tích chi tiết ảnh hưởng các sao chiếu mệnh lên từng phương diện cuộc sống, giúp bản mệnh đón lành tránh dữ và làm giàu thành công. Đầu tiên là tử vi tuần 1 tháng 11 âm lịch của tuổi Nhâm Tý sinh 1972. Bước vào tuần đầu tiên của tháng 11 âm lịch, tuổi Nhâm Tý sẽ nhận thấy nhiều tín hiệu tích cực trong sự nghiệp. Những nỗ lực, công sức và tâm huyết mà bạn đã dành ra trong thời gian qua sẽ bắt đầu thu hoạch thành quả. Có khả năng cao bạn sẽ nhận được lời khen ngợi từ cấp trên hoặc thậm chí được tạo điều kiện thăng tiến trong công việc. Hãy tự tin và mạnh dạn nắm bắt những cơ hội này, vì chúng có thể mở ra những cánh cửa mới, dẫn bạn đến những thành công vượt bậc trong tương lai. Tuy nhiên, đừng bao giờ để thành công làm bạn chủ quan. Hãy tiếp tục đặt ra những mục tiêu cao hơn cho bản thân và cố gắng hết sức để thực hiện chúng. Điều này sẽ không chỉ giúp bạn duy trì động lực mà còn tạo ra những đột phá mới trong sự nghiệp của mình. Ngoài ra, trong tuần này, bạn cũng nên dành thời gian cho các mối quan hệ xã hội. Hãy tổ chức những buổi gặp gỡ với bạn bè, gia đình hoặc tham gia vào các hoạt động cộng đồng. Những mối quan hệ tốt đẹp sẽ là nền tảng vững chắc cho sự phát triển cá nhân và nghề nghiệp của bạn. Hãy tạo dựng mạng lưới kết nối, bởi những cơ hội lớn thường đến từ những người bạn quen biết. Về phương diện tình cảm, mọi thứ trong tuần này có vẻ yên ả hơn. Nếu bạn đang trong một mối quan hệ, hãy dành thời gian chất lượng cho nhau, cùng nhau chia sẻ những cảm xúc và kỷ niệm đẹp. Điều này sẽ giúp tình yêu của bạn thêm phần gắn bó và thăng hoa. Đối với những ai đang độc thân, hãy tự tin hơn trong việc thể hiện cảm xúc của mình. Đừng ngần ngại khi gặp gỡ người mới, biết đâu bạn sẽ tìm thấy một người đặc biệt, một nửa của mình trong những cuộc trò chuyện giản dị. Hãy mở lòng và đón nhận những điều tốt đẹp mà cuộc sống mang lại cho bạn. Tiếp theo là tử vi tuần thứ 2 tháng 11 âm lịch của tuổi Nhâm Tý sinh 1972. Bước sang tuần thứ 2 của tháng 11 âm lịch sẽ mở ra cho tuổi Nhâm Tý những trải nghiệm vô cùng thú vị và đáng nhớ. Đây không chỉ là thời điểm để bạn nhìn lại những gì đã đạt được tháng qua, mà còn là dịp để bạn đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng cho tháng tiếp theo. Thiên ấn dẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng bạn, mang lại nguồn cảm hứng mạnh mẽ, giúp bạn xác định rõ hướng đi trong công việc. Hãy tận dụng khoảng thời gian này để xem xét các cơ hội và lựa chọn tốt nhất cho sự phát triển của bản thân. Tuy nhiên, trong tuần này, sức khỏe sẽ là yếu tố cực kỳ quan trọng. Có thể bạn sẽ cảm thấy một chút mệt mỏi do áp lực công việc đè nặng. Nhưng đừng để điều đó làm bạn chùn bước. Hãy chăm sóc bản thân thật chu đáo, ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi hợp lý. Những giấc ngủ ngon và giây phút thư giãn sẽ là liều thuốc quý giúp bạn hồi phục năng lượng, sẵn sàng đối mặt với những thách thức phía trước. Về phương diện tình cảm, tuần này sẽ rất đáng mong chờ và đầy hứa hẹn. Nếu bạn đã có đôi, hãy cùng nhau khám phá những điều mới mẻ trong mối quan hệ. Một chuyến đi ngắn ngày, có thể là một chuyến picnic hay du lịch, sẽ là giải pháp hoàn hảo để làm mới tình yêu của hai bạn, tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ và tăng cường sự gắn kết. Đối với những ai đang độc thân, tuần này hứa hẹn sẽ mang đến nhiều cơ hội thú vị để gặp gỡ người mới. Hãy cởi mở và sẵn sàng cho những bất ngờ trong tình yêu, những cuộc hội ngộ, những cuộc trò chuyện tình cờ có thể dẫn đến những mối quan hệ sâu sắc hơn. Hãy để trái tim bạn mở rộng và chào đón những điều tốt đẹp đang chờ đón bạn. Hy vọng rằng, đúng nửa cuối tháng 11 này sẽ mang đến nhiều điều tích cực và cơ hội cho bạn. Tuổi Nhâm Tý hãy tự tin bước vào tương lai vì bạn xứng đáng với mọi điều tốt đẹp nhất. Quý khán giả thân mến, các vật phẩm phong thủy không chỉ là những món đồ trang trí mà còn mang trong mình những ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Chúng được lựa chọn dựa trên nguyên tắc của ngũ hành và sự tương tác của năng lượng trong tự nhiên để tạo ra sự cân bằng và hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Mặt khác, vật phẩm phong thủy là những món đồ tinh thần mang lại sự hỗ trợ và động viên trong mọi khía cạnh của cuộc sống, là biểu tượng của niềm tin, hy vọng, luôn đồng hành cùng chúng ta trên hành trình phát triển và thành công. Dưới đây là gợi ý các vật phẩm phong thủy từ kênh Minh Đường Tử Vi mà bản mệnh tuổi Nhâm Tý sinh 1972 có thể cân nhắc để mang về bình an và giải trừ vận hạn cho bản mệnh. Tượng chuột phong thủy. Hình ảnh con chuột nằm trên đống tiền hoặc là các thỏi vàng chuột ngậm đồng tiền chính là biểu tượng cầu mong nhận được nhiều phúc lộc tài. Mong muốn tài lộc luôn dồi dào, cuộc sống đầy đủ và dư dả hơn cho người tuổi Nhâm Tý sinh 1972.
Hơn thế nữa, nó còn có ngụ ý tài lộc sẽ không ngừng gia tăng, tăng cao hơn, phát đạt hơn. Do đó, nhiều người thường đặt tượng chuột vào huyệt tài lộc ở trong nhà để cầu mong gia đình mình luôn tấn tài, tấn lộc. Tượng thiềm thừ phong thủy. Thiềm thừ là biểu tượng của tài lộc và yên lành, là vật phẩm may mắn trong công việc làm ăn, sự bình an cho gia chủ tuổi Nhâm Tý sinh 1972, nên mọi người thường hay dùng để biến xấu thành tốt trong phong thủy nhà cửa hoặc để tặng bà con, bạn bè thân hữu khi có dịp. Tượng tỳ hưu phong thủy. Tỳ hưu còn có tác dụng trấn nhà, để tránh tà khí, ta đặt tỳ hưu ở các hướng tốt trong nhà như sanh khí, thiên y, diên niên, phục dị. Nhất là hướng sinh khí thì tỳ hưu có thể làm cho vận mệnh các thành viên trong gia đình tuổi Nhâm Tý sinh 1972 chuyển biến tốt, vận mệnh tốt, được nâng cao, đuổi tà khí đi và có tác dụng trấn nhà. Vì vậy, tỳ hưu đã trở thành thần bảo vệ cho gia đình, bảo vệ sự bình yên cho ngôi nhà của người tuổi Nhâm Tý sinh 1972. Tượng khỉ phong thủy. Theo truyền thuyết đời xưa, khi có một sức lực mạnh mẽ, trí não thông minh và lòng nhân từ của nó, chưa chắc con người đã bị kịp. Ngoài ra thì còn được coi là con vật may mắn. Từ hầu có nghĩa là con khỉ đồng âm với từ hầu một tước vị quyền quý. Bởi vậy, trong nhiều tranh vẽ tượng khỉ thì hình tượng con khỉ mang ý nghĩa là phong hầu, phong chức tước cho người tuổi Nhâm Tý sinh 1972. Tượng rồng phong thủy. Là con vật đứng đầu trong các loài thú lành, nên ngoài việc quá sát, rồng còn tăng cường phát huy quyền lực. Người có chức vụ cao dùng nó có hiệu quả càng lớn. Ngoài ra rất phù hợp cho người tuổi Nhâm Tý sinh 1972 làm việc hành chính hoặc hoạt động chính trị, giúp chống lại những lời gièm pha và tăng cường quyền uy. Tượng cá chép phong thủy. Cá chép cũng là một biểu tượng của may mắn, còn cá chép có biểu tượng của lòng dũng cảm, vô song trong truyền thuyết. Dược vũ môn để hóa rồng là tượng trưng cho tính kiên nhẫn, một điều không thể thiếu nếu muốn thành công cho người tuổi Nhâm Tý sinh 1972. Rùa phong thủy. Rùa phong thủy được coi là một trong bốn loài linh vật trấn giữ bốn phương. Những con rùa canh giữ phương Bắc đại diện cho mệnh thủy và con số một theo quan niệm xưa. Phương Bắc là nơi thu hút tiền tài, từ công việc hay kinh doanh, cũng như công doanh và sự nghiệp cho người tuổi Nhâm Tý sinh 1972. Sư tử phong thủy. Nói một cách đơn giản, sư tử phong thủy có tác dụng trừ tà khí, sát khí cho người tuổi Nhâm Tý sinh 1972. Ý nghĩa của nó đối với tài khí chính là ở điểm có thể bài trừ trở ngại tiền tài, làm cho việc kinh doanh được tăng trưởng. Ngày nay, những nơi sử dụng sư tử phong thủy nhiều nhất là các cơ quan, doanh nghiệp. Người tuổi Nhâm Tý sinh 1972 đặt một đôi sư tử ngay trước cổng lớn để có thể bài trừ vô số các trở ngại gây ra cho công việc. Quý khán giả thân mến, trong cuộc sống, có những thứ bạn càng mong bạn càng bị vượt khỏi tầm tay và bí quyết thoát nghèo cũng không phải ngoại lệ. Chỉ khi bạn chấp nhận thực tế để nỗ lực vươn lên tốt hơn mỗi ngày mới là khôn ngoan. Ai cũng mơ về cuộc sống giàu có, sung sướng, nhưng hầu hết chúng ta toàn làm sai cách, nên dù có chăm chỉ, nỗ lực nhưng không đúng chỗ, thì cũng chỉ là công giả tràng mà thôi. Vậy làm thế nào để cuộc sống của bạn có thể thay đổi? Dưới đây là 4 nguyên tắc Phật dạy, hay còn gọi là bí quyết thoát nghèo mà bạn nên biết. 1. Dù nghèo vẫn cố gắng giúp đỡ người khác. Đừng cho rằng mình nghèo nên không có khả năng làm gì. Ngay cả việc hỗ trợ ai đó, việc mong muốn giúp đỡ xuất phát từ trong tâm là hành động tốt đẹp, dù nho nhỏ cũng đủ làm ấm áp tình người. Thời xưa đã có người từng hỏi Phật: con nghèo quá, không có gì để bố thí cả. Phật trả lời: không ai nghèo đến mức không có một hạt cơm để bố thí cho con kiến. Nhiều người thường nghĩ đợi khi nào mình thật giàu mình sẽ giúp đỡ mọi người, nhưng đợi bao giờ bạn mới giàu đây? Thực tế, việc giúp đỡ người khác không nhất thiết phải đợi đến lúc bản thân có đầy đủ khả năng tiền bạc. Đọc qua bài viết khi nào có thể giúp người, đủ để bất ngờ khi tìm ra câu trả lời. Bạn sẽ hiểu rằng chúng ta có thể ra tay giúp đỡ trong mọi hoàn cảnh. Vì thế, hãy thực hành ngay từ lúc này. Đúng là người giàu làm phước rất dễ dàng, nhưng vẫn không thể quý bằng người nghèo giúp được một người qua cơn đói với bữa cơm đạm bạc. Sự cố gắng chia sẻ thiếu thốn với người khó khăn hơn mình là phước đức rất lớn, là quà tặng của đất trời ban tặng cho người nghèo. Nhờ vậy mà cuộc sống sẽ được tốt dần lên. 2. Không bao giờ mong giàu. Nghe có vẻ nực cười khi bí quyết thoát nghèo lại là không mong mình giàu, nhưng bạn nên hiểu rằng nếu bạn muộn phiền, dằn vặt,
Đau khổ chỉ vì mình chưa giàu nổi thì có phải là điều gì tốt đẹp? Ít nhất chúng ta phải biết chấp nhận hoàn cảnh và từ đó có động lực vươn lên. Không nên như những kẻ khát khao giàu có quá mà làm những việc tổn phước để có được tiền bạc. Họ đâu biết rằng nếu phước đức không lớn thì lúc nào đó tiền bạc đó của bạn rồi cũng sẽ đội nón ra đi. Nhiều người cứ nghĩ rằng giàu có mới có khả năng làm phước, nhưng không phải vậy. Chúng ta phải làm phước, phải có phước thì mới có tiền. Đó là lý do theo lời Phật dạy về giúp đỡ người khác, đổi giận không ngờ từ việc làm nhỏ. Phước ở đây chính là những việc làm lợi ích chúng ta giúp người giúp đời. Còn suốt ngày chỉ ngồi nghĩ về tiền thì tiền càng không đến, càng mong muốn nhiều tiền thì tiền càng không có. 3. Nghèo khổ cũng là cơ hội chúng ta tồn tại trên đời này, là để học tập một điều gì đó. Ví dụ như chúng ta đang ở trong hoàn cảnh khó khăn, nghèo khổ là để chúng ta thấu hiểu hoàn cảnh những người cùng cảnh ngộ, thương yêu những người khác đang bị xã hội bỏ quên. Có như vậy thì cơ hội thành công của chúng ta sẽ cao hơn. Khi chúng ta thấu hiểu lòng người, biết đặt vị trí của mình vào vị trí người khác dễ dàng hơn. Thương yêu được mọi người là chất liệu, nền tảng của những việc thiện lành, những việc tạo ra phước đức giúp chúng ta vượt lên. Vì những người sinh ra trong cảnh giàu có thường không thể thấu hiểu và cảm thông được nỗi khổ của người nghèo, vì họ chưa từng trải qua. 4. Hiểu rằng mình nghèo là do mình đã từng sai lầm. Chắc có đôi lần bạn phân vân tự hỏi, vì sao có người sinh ra đã là công chúa, hoàng tử, trong khi đó có người sinh ra lại là con của một người ăn mày? Đó là do duyên lành từ trong quá khứ đã tạo ra quả ngọt. Ở kiếp này, những người mà chúng ta hay cho rằng họ may mắn, thực ra họ đã sống thiện lương, giúp đỡ nhiều người ở kiếp trước và nay họ được đền đáp lại mà thôi. Bí quyết thoát nghèo ở đây đó là hiểu ra vì sao bạn nghèo. Có thể một phần lý do là quá khứ chúng ta đã phạm sai lầm nào đó. Chỉ khi nhận thức được điều này, chúng ta mới thức tỉnh bản thân, tránh xa những điều gây tổn hại cho người khác, đồng thời sám hối những gì chúng ta đã làm trong quá khứ. Sám hối ở đây là phải có thái độ đúng, phải biết chắc chắn mình đã phạm sai lầm gì đó trong quá khứ mà bây giờ không tự nhìn ra được. Chính cái vết này là sự sám hối, âm thầm giúp ta nhanh chóng thoát khỏi nghiệp cũ. Cũng có thể chúng ta chẳng thể đủ duyên để biết mình đã phạm lỗi lầm gì trước đây, vì thế, ở hiện tại cứ cố gắng tránh gây ra thêm lỗi lầm ở hiện tại. Chương trình đến đây xin được tạm dừng. Nếu thấy video này hữu ích, quý khán giả có thể dành chút thời gian ấn nút đăng ký kênh và chia sẻ video này tới những người thân yêu của mình, để cùng nhau đón những điều may mắn đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch 2024 này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả ở các video tiếp theo.